Sau 8 năm gắn bó với cờ vua, kể từ năm 2008, mỗi năm qua đi là một lần Nguyễn Anh Khôi ghi tên mình vào danh sách kỷ lục về thành tích với những chiến thắng vang dội từ đấu trường trong nước, khu vực, châu lục và thế giới. Cái tên Nguyễn Anh Khôi giờ đây đã trở thành biểu tượng mới cho cờ vua trẻ Việt Nam, khi cậu bé này là kỳ thủ Việt Nam duy nhất từng hai lần đăng quang ở giải vô địch thế giới ở các lứa tuổi U10 và U12. Anh Khôi cho thấy những tiến bộ như vũ bão và đang có xuất phát điểm tốt hơn rất nhiều những kỳ thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử của cờ vua Việt Nam. Nếu chúng ta so sánh giữa cái thời của Nguyễn Anh Khôi và Lê Ung Liêm hồi thời cùng tuổi, thì hiện nay thì Nguyễn Anh Khôi có các chỉ số tốt hơn Lê Ung Liêm ngày xưa rất nhiều. Và như vậy thì chúng ta có thể hy vọng rằng nếu mà chúng ta có một cái sự đầu tư bài bản cho Nguyễn Anh Khôi, thì hy vọng rằng là trong tương lai Nguyễn Anh Khôi có thể tiến xa nhiều hơn nữa. Ở năm 2012 thì tính cái số Elo của em 1009, thì qua năm 2013 em lên được 2001, rồi em tăng cứ mỗi năm là gần khoảng 100 Elo. Nhưng làm thế nào để một kỳ thủ tiềm năng trở thành một kỳ thủ tài năng và là một đại kiện tướng quốc tế đang là bài toán đặt ra không chỉ với riêng cậu bé Anh Khôi vừa qua tuổi 14 mà còn cả với những người làm công tác chuyên môn. Ngay trong những ngày cuối năm 2016, một kế hoạch khá bài bản từ việc thuê chuyên gia giỏi hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng thi đấu, tham gia các giải quốc tế và trang bị các thiết bị và dụng cụ chuyên môn cao cấp phục vụ cho việc tập luyện cờ vua của Anh Khôi đã được triển khai dựa trên sự đầu tư với số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Nhất. Ngay từ tuổi thiếu niên đến nay thì thành tích của Nguyễn Anh Khôi trên đấu trường cờ vua quốc tế đã cho ta thấy thành tích rất là đáng nể. Vì vậy mà chúng tôi cũng quyết tâm đầu tư cho Nguyễn Anh Khôi với một cái hy vọng rằng là Khôi sẽ có những cái động lực, động viên để mà mang lại rạng danh cho nền cờ vua Việt Nam. Và nền trí tại Việt Nam cũng giống như là chúng ta đã có một giáo sư Ngô Bảo Châu. Mục tiêu của mình là trong năm tiếp theo, năm 2017, cũng sẽ cố gắng để tích lũy đủ các cái chuẩn đặc yên tướng và đạt đủ cái hệ số Elo để lên đặc yên tướng. Giấc mơ trở thành đại kiện tướng quốc tế vào năm 2017 khi bước sang tuổi 15 của Anh Khôi đang đứng trước nhiều thách thức. Do vậy, nó vẫn có cơ sở để trở thành hiện thực với những bước tiến không ngừng của một thần đồng cờ vua Việt Nam.